Xin chào, mình là Thạch Trang và trong video tuần này thì mình sẽ ngồi xuống và làm một cái Q&A rất nhanh, giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc, những câu hỏi của mọi người liên quan đến vấn đề du học Đức, thủ tục du học Đức và tất cả những vấn đề liên quan đến du học sinh Đức. Video này thì mình có được sự hỗ trợ từ DAAD là cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức và cũng là cái cổng thông tin rất là chính thống cho tất cả những bạn mà muốn đi du học Đức có thể tìm hiểu thông tin ở trên đó. Thế nên là tất cả những câu trả lời liên quan đến vấn đề thủ tục của mình sẽ là những câu trả lời mà chính xác nhất và chuẩn nhất. Thế nên là chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. À đúng rồi, trước khi bắt đầu thì nếu như bạn nào theo dõi mình lâu rồi thì các bạn cũng sẽ biết là phần 1 của cái này cách đây 2 năm mình để ở đây nhá, mọi người có thể xem lại nếu như mà mọi người muốn sau khi xem video này. Ok, bắt đầu thôi. Đang là sinh viên khối G có thể apply vào ngành truyền thông online không? Thì hiện tại mình đang là sinh viên ngành truyền thông online ở Hochschule Darmstadt và ở trên web thì cái ngành online communication này nó là Bachelor of Science. Thế nhưng mà những bạn khối G, học khối G xong ấy thì thường là sẽ chỉ có thể apply vào những cái ngành mà Bachelor of Art. Thế nhưng mà trường Darmstadt vẫn nhận mình. Mình apply thử vào trường Darmstadt vẫn nhận mình. Thế nên là mình nghĩ nếu như mà nó là những cái ngành live ấy, kiểu như là mình vừa phải học web, phải học code các thứ, nhưng mà mình cũng vừa phải học về kiểu giao tiếp rồi viết bài rồi này kia, nó là cái ngành khá là live, thì mình có thể nhắn tin cho trường hỏi trước cho chắc và mình có thể nộp thử. Bởi vì là mỗi sinh viên khi sang bên này học xong dự bị thì sẽ apply rất là nhiều trường đại học khác nhau. Thế nên là bạn có thể apply thử xem là có được không. Nhưng mà những cái ngành live thì có cơ hội là bạn sẽ được nhận. Tiếp theo là học truyền thông ở Đức thì có nhất thiết phải thi ngành đó ở Việt Nam không? Cái này là cần thiết bởi vì là các bạn sẽ được xét vào học cái ngành trong khối ngành mà các bạn đã thi đỗ ở Việt Nam. Ví dụ như hồi ở Việt Nam thì mình thi đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thế nên là nó dẫn đến việc mình sang Đức thì mình sẽ thi vào khối G là cái khối xã hội ấy. Và sau đó thì học xong khối G thì mình sẽ đi học những cái ngành ví dụ như là lịch sử, truyền thông, rồi là ngành tiếng, những cái ngành mà liên quan đến khối xã hội đó, chứ mình không được nhảy sang mình học quản trị kinh doanh hay là mình học làm bác sĩ, mình học làm cơ khí, mình học IT, nó không nằm trong cái khối ngành của mình. Đó. Câu hỏi tiếp theo, muốn tìm thông tin về các trường bên Đức về du học Đức có thể tìm ở đâu và những trang web tiếng Việt cập nhật về du học Đức. Thì trước khi mà mình biết bất cứ thứ gì về đi du học Đức ấy thì mình cũng phải thử tìm hiểu ở rất là nhiều những cái nguồn thông tin khác nhau. Và nếu như mà các bạn đã thử như mình, đã từng giống như mình với cả mẹ mình đi đến một cái trung tâm tư vấn du học Đức bất kỳ để hỏi về cái việc là bây giờ em muốn đi du học Đức em phải bắt đầu từ đâu, thì mình không bảo được tất cả nhá, nhưng mà 90% các bạn sẽ nhận được câu trả lời như thế này: ở đây chúng tôi có những gói như thế này, như thế này, như thế này, nếu như mà gia đình trả tiền như thế này thì nhận được dịch vụ như thế kia, gia đình chỉ cần nộp tiền thôi và trung tâm sẽ lo hết cho các em từ khi mà các em học tiếng đến khi mà các em đặt chân sang Đức. Đó sẽ là câu trả lời của trung tâm. Tức là họ sẽ không giải thích cho mình là họ là phải làm gì, mà họ sẽ bảo mình là trả tiền và họ làm hết cho mình. Thì mình không nói là cái đó xấu, thế nhưng mà thực chất nếu như mình tự làm thì mình sẽ không phải mất số tiền nhiều như thế. Đối với mình ý, thì cái việc mà mất tiền nhiều nhất chỉ là việc mình bỏ tiền ra để đi học tiếng thôi. Chứ còn những cái nơi mà họ bảo là cái việc làm thủ tục nó phải mất đến 100 triệu, 200 triệu hay là bao nhiêu đó mình không biết, thì các bạn không cần phải mất nhiều tiền đến như thế. Vậy thì mình đã tìm thông tin ở đâu để có thể tự làm tất cả thủ tục hồ sơ đến lúc mình bước chân sang Đức mà không phải nhờ một trung tâm nào cả? Đầu tiên là ở trên DAAD, như mình đã nói từ lúc đầu ấy, đấy là một cái cổng thông tin mà chính xác nhất, tất cả mọi thông tin được cập nhật mới nhất và các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng thông tin ở trên đó. Tiếp theo là một cái trang web tên là hỗ trợ sinh viên.de, mình sẽ để tên ở đây. Thì ở trên đó có rất nhiều những cái bài viết hữu ích cho mình trong cái việc mà mình tự chuẩn bị hồ sơ. Và cái bài viết hữu ích nhất mà mình nhớ đến tận bây giờ và ai hỏi mình đi du học Đức thế nào mình cũng sẽ cho người ta xem cái này, đấy chính là cái bài viết 10 bước để tự làm hồ sơ du học Đức. Đấy, mọi người lên trên Google tra 10 bước để tự làm hồ sơ du học Đức mà nó sẽ ra cái bài viết của hỗ trợ sinh viên.de, mọi người xem ở trên đó. Thế nhưng mà mình không biết là từ hồi mình đi đến giờ thì họ có cập nhật lại những cái bước đấy không ấy. Bởi vì là mỗi năm sẽ có một vài những cái thay đổi nhỏ, thế nên là những cái bước đấy họ cũng sẽ phải viết lại để thay đổi theo từng năm. Thế nhưng mà mình không biết họ có viết lại hay không, nhưng mà mọi người có thể check qua xem sao và đối chiếu nó với cả những cái thông tin chính thống bên DAAD nữa là sẽ ok. Và một cái nữa, đấy là một nơi mà các bạn có thể lên và hỏi bất cứ câu hỏi nào thì các anh chị sinh viên ở Đức sẽ trả lời. Đấy chính là một cái group trên Facebook, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức. Đấy, mình sẽ để tên ở đây và tất cả những cái đường link trang web các thứ mình sẽ để ở dưới cho mọi người tham khảo nhé.
Câu hỏi tiếp theo là để du học hệ đại học cần bằng B1 hay B2? Thì DAD trả lời là để du học hệ đại học cần DSH2 hay là test DAF4, tức là C1 hay C2. Khi mà mình sang để học dự bị ấy, thì hồi đó là mình chỉ cần B1 thôi, B1 hoặc B2 tùy từng trường. Thế nhưng mà để mà vào đại học thì sẽ là C1 hoặc C2. Học bạ có ảnh hưởng gì tới hồ sơ du học Đức không? Học bạ thông thường sẽ không được xét đến. Và kinh nghiệm cá nhân mình thì từ trước đến nay cũng chưa bao giờ có ai hỏi đến cái học bạ cấp 3, cấp 2, cấp 1 của mình cả. Thế nên là cái đó hoàn toàn không được xét đến đâu. Các bạn cứ yên tâm, vì có rất nhiều bạn hay hỏi mình là chị ơi em bị điểm kém ở trên lớp, xong rồi là kỳ này học sinh tiên tiến, kỳ này học sinh trung bình, các thứ thì có làm sao không? Các bạn yên tâm là không làm sao cả, một kỳ xa cơ lỡ bước không sao hết. Các bạn hãy cố gắng học hành và thi đỗ được đại học đủ cái tiêu chuẩn điều kiện để đi du học Đức, và học tiếng Đức thật là tốt để chuẩn bị hành trang cho mình ra bên này. Thế là ok, còn thỉnh thoảng bị điểm kém không sao hết đâu nhá. Câu hỏi thứ tư là điều kiện du học Đức. Thì cái này nếu mà giải thích ra thì nó sẽ rất là dài và nó thay đổi theo từng năm. Thế nên là mình sẽ để ở đây một cái đường link, và mình sẽ để ở dưới phần mô tả một cái đường link để cho mọi người ấn vào, và mọi người sẽ thấy một list những cái điều kiện được DAD cung cấp cho mọi người. Tiếp theo là bây giờ đang học lớp 12 và học tiếng Đức đến A21 thì có kịp đi du học Đức không? Em định bảo lưu tiếng Đức để tập trung ôn thi đại học. Thì bây giờ học lớp 12 và tiếng Đức đã học đến A21 rồi. Cái này hoàn toàn có thể nhá, rất là kịp luôn ấy. Tại vì là hồi xưa mình quen rất nhiều người là thi đại học xong, đỗ đại học đầy đủ điều kiện rồi mới bắt đầu bước chân vào học tiếng Đức. Học tiếng Đức tầm 6 tháng đến 1 năm sau đó thì mới đi du học. Thì đó là một cái lộ trình rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Và bây giờ bạn đang học lớp 12 và bạn đã học đến A21 rồi thì hoàn toàn là kịp. Và trước tiên thì mình nghĩ là bạn nên tập trung cho cái kỳ thi đại học và tập trung để mình đạt được đầy đủ hết tất cả những cái điều kiện mà cái việc đi du học Đức nó yêu cầu ấy, là điểm đại học phải như thế nào này, xong rồi là phải đỗ đại học trường nào, tìm hiểu kỹ những cái đó và hoàn thành tốt những cái đó. Sau khi mà đã đủ điều kiện rồi thì mình mới tập trung vào học tiếng, và học tầm 6 tháng đến 1 năm là mình có thể sang Đức. Có nhất thiết phải biết tiếng Đức không nếu muốn du học Đức? Nếu sử dụng tiếng Anh thì có yêu cầu thế nào? Thì bạn có thể học đại học và cao học ở bên Đức này bằng tiếng Anh được, tùy thuộc vào mục đích của bạn. Nhưng mà đương nhiên là nếu mà bạn ở Đức mà bạn lại muốn học hoàn toàn bằng tiếng Anh thì không phải trường nào, không phải ngành nào, không phải môn nào người ta cũng offer tiếng Anh. Thế nên là bạn sẽ phải tìm hiểu kỹ hơn là cái ngành mà bạn học họ có offer dạy bằng tiếng Anh hay không. Đó, còn nếu mà họ có offer thì mình có thể học được hoàn toàn và vẫn là miễn phí nếu như mà bạn không học ở trong cái bang thu phí. Và cái yêu cầu về trình độ tiếng Anh thì nó cũng tùy thuộc vào từng trường và việc tùy thuộc vào từng ngành. Thế nên là mình không thể nói chắc chắn được. Thế nhưng mà thường là sẽ khoảng IELTS 6.5 trở lên thì có thể được nhận. Câu hỏi thứ 7 là điểm khác nhau giữa Fachhoch và Uni. Thì cái này phải hỏi mình, tại vì là mình đã từng học Uni Augsburg và bây giờ mình đang học Fachhoch Darmstadt. Thì khi mà mình học Uni, mình nhận thấy là họ thiên hướng về lý thuyết nhiều hơn, và Fachhoch thì họ sẽ có nhiều thực hành hơn một chút. Ví dụ như kiểu là hồi xưa khi mà mình học Uni Augsburg ấy, thì cái việc học của mình sẽ như thế này. Đấy là mình sẽ đến Vorlesung, một cái giảng đường có rất là nhiều sinh viên, hàng trăm sinh viên, và giảng viên sẽ đứng giảng, xong rồi mình về nhà thì mình cũng gần như là không có bài tập luôn. Tức là họ ưu tiên cái việc là mình đến đó tiếp nhận kiến thức và mình về nhà mình tự nghiên cứu, mình tự mày mò thêm và mình hiểu cái vấn đề đó để mình kiểu đi thi thôi, chứ họ không có bài tập hay là cái gì nhiều. Thế nhưng mà khi mà mình sang Fachhoch ấy thì mình sẽ được chia thành những group nhỏ, và trong group đấy lại chia những group nhỏ hơn để làm việc nhóm với nhau. Mình có rất là nhiều project phải làm, rất là nhiều thứ, và bài tập cũng phải nộp thường xuyên, tuần nào có deadline. Đó thì nó là tùy cái cách học của bạn thôi. Nếu bạn thấy bạn có thể tự giác, tự nghiên cứu, tự mày mò và kiểu học thích học theo hướng Hàn Lâm thì bạn có thể học bên Uni. Còn nếu mà bạn thích những cái hoạt động nhóm rồi là làm project này kia thực tiễn hơn thì bạn có thể học bên Fachhoch. Câu 8 là nếu năm 2 đi du học Đức thì có phải học lại năm 1 ở Đức không? DAD trả lời là có, bạn sẽ phải học 1 năm dự bị đại học, chỉ khi hoàn thành đủ 4 kỳ học mới có thể chuyển thẳng lên học đại học.
Câu 9 là quá trình làm hồ sơ du học Đức, các khoản chi phí cần lo khi sang Đức. Thì cái lịch trình đi du học Đức nó sẽ rất là dài và giải thích ra thì nó rất là lình kỉnh nhiều thứ, lưu ý này, lưu ý kia, thế nên là mình sẽ để link ở đây. Và các bạn có thể ấn vào cái link này, lịch trình sẽ hiện ra trước mắt các bạn rất là chi tiết. Các bạn có thể đọc, đến bao giờ thì đọc. Tiếp theo là các khoản chi phí du học Đức thì cũng rất là nhiều chi phí. Mình cũng sẽ để link ở đây, thế nhưng mà mình sẽ nói qua một chút về những cái khoản chi phí mà nổi bật mà chúng mình cần phải lưu ý ở đây. Ví dụ như là cái khoản nhiều nhất trước khi đi, đấy là khoản chứng minh tài chính 10.500 euro. Còn lại những cái lệ phí rồi này kia thì nó lắc nhắc thôi. Tiếp theo là học phí tại các trường đại học Đức. Thì có rất nhiều bạn hỏi mình là tại sao mình nói là miễn phí mà mình vẫn nói là mỗi kỳ đóng bao nhiêu đó. Thì cái khoản học phí mà mình nhắc tới nó chỉ là một cái khoản học phí rất nhỏ thôi, chứ nó không phải là cái khoản học phí khổng lồ như kiểu là các bạn đi du học Mỹ các thứ phải đóng. Mỗi học kỳ thì ở trường Darmstadt mình sẽ phải đóng là 300 oi và hồi xưa ở Augsburg thì mình chỉ phải đóng 114 oi thôi. Đó, nó là một khoản rất là nhỏ, đổi ra tiền Việt thì nó sẽ nằm trong khoảng 3 đến 7 triệu. Rẻ hơn rất nhiều so với rất nhiều trường đại học ở Việt Nam, đúng không? Thế nên là kiểu đây chỉ là một cái khoản phí rất là nhỏ thôi. Nhưng mà cũng có những ngoại lệ, những trường có thu học phí. Đấy là những trường ở bang Baden-Württemberg thì có thu học phí. Mỗi kỳ là 1.500 euro. Thế nhưng 1.500 euro là sẽ vào khoảng 40 triệu. Thì cái khoản phí này cũng chưa phải là đắt đỏ, chưa phải đắt đỏ so với rất là nhiều những cái bạn đi du học ở nước khác. Tiếp theo là sẽ đến cái chi phí sinh hoạt hàng tháng. Cũng có rất nhiều bạn hỏi thì mình đã từng làm một chiếc video nói về chi tiêu hàng tháng của cá nhân mình rồi. Mình sẽ để link ở đây cho các bạn nào muốn tham khảo. Thế nhưng mà chi phí hàng tháng của mọi người nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái việc là mọi người ở thành phố nào nữa. Ví dụ như những thành phố lớn và đắt đỏ như là München, Hamburg hay là Köln thì tiền trung bình thuê nhà chẳng hạn hàng tháng là tầm 356 euro. Và những cái thành phố như kiểu Dresden hay Erfurt thì tiền thuê nhà hàng tháng rẻ hơn và trung bình ở tầm 235 euro. Hồi xưa thì mình ở Augsburg tiền nhà của mình chỉ có 200 euro thôi. Thế nên là tùy thành phố các bạn có thể tìm hiểu. Thế nhưng mà ở những thành phố mà tiền nhà đắt hơn ý, thì các bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, bởi vì thành phố lớn hơn, nhộn nhịp hơn và tiền lương cũng sẽ cao hơn. Thế nên là các bạn có thể cân đối. Và một khoản phí nữa cũng cần phải lưu ý, đấy chính là bảo hiểm y tế dành cho sinh viên thì sẽ vào khoảng 107 euro trên một tháng. Và khi mà các bạn đóng cái bảo hiểm này, cái này là bắt buộc nha, và khi mà các bạn có bảo hiểm rồi thì các bạn sẽ được đi khám các thứ miễn phí. Thì đó là những cái khoản phí nổi bật. Còn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về tất cả mọi thứ ấy, thì các bạn hãy ấn vào cái đường link của mình để ở dưới nhá. Làm thế nào để chọn trường mình ưng ý? Cái này thì là một câu hỏi rất khó, tại vì là mình nhiều khi mình phải trải nghiệm rồi mình mới biết là thực ra mình có ưng ý hay không ấy. Nhưng mình cũng thế, mình đã từng học ở Augsburg và bây giờ mình đổi sang đây thì mình cảm thấy là đây là nơi mà mình ưng ý. Đó, thì mình phải trải qua rồi mình biết là cái này không phải cho mình phải học cái kia cơ. Thế nhưng mà để tránh cái việc mất thời gian thì mình có thể tìm hiểu thật là kỹ trước, đọc cái module handbook của cái ngành mà mình học này, xong rồi là tìm hiểu ở cái trường đấy có những người nào đã từng học ở đấy, anh chị đi trước như thế nào, hoặc là các bạn ở đấy học như thế nào. Mình có thể hỏi mọi người ở trên cái Facebook của cái group Facebook của trường, hoặc là đọc trên trang web của trường hay như thế nào đó. Và các bạn cũng nên suy nghĩ xem là mình thích học ở uni hay là mình thích học ở Fachhoch, cái kiểu học nào phù hợp với mình hơn. Có thể là đối với một vài bạn thì cái môi trường xung quanh nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nếu như thành phố lớn hay thành phố nhỏ thì tùy vào cái sở thích của mỗi người mà các bạn tìm hiểu trên mạng thôi. Thế nhưng mà đối với cá nhân mình thì cái hồi còn ở Việt Nam mà vẫn còn đang lướt Uniasis để tìm trường đăng ký sang học dự bị đại học ấy, mình không quan tâm là mình sẽ học ở trường nào, trường đấy có top hay là không, hay là ở thành phố đấy có đẹp hay là không, mình không quan tâm. Mình chỉ thấy là trường nào có khối game mình apply hết. Xong rồi sang thi, mình thi trường đầu tiên, mình đỗ trường đầu tiên là mình học luôn trường đấy, mình không nghĩ nhiều. Thì cái trường đấy nó cũng ở một cái thành phố khá là hẻo lánh tên là Greifswald, và mình thấy rất là biết ơn vì cái khoảng thời gian học ở đấy. Tức là mình mới sang, mình ở một thành phố nhỏ, không sao cả, tại vì là mình sẽ dễ thích nghi với môi trường xung quanh hơn, vì môi trường nó nhỏ mà. Xong rồi những người xung quanh họ cũng kiểu dân làng ấy, họ cũng rất là hiền và họ cũng rất là đáng yêu. Thế xong rồi cái môi trường đấy không có nhiều thứ giải trí, thế nên là mình học hành tốt hơn, tập trung hơn. Thế nên là các bạn đừng nghĩ quá nhiều, cứ đăng ký thôi, cứ thấy cái nào mà có khối ngành của mình là đăng ký thôi. Câu tiếp theo là nếu được xét tuyển thẳng vào đại học ở Việt Nam thì có được học cùng ngành ở trường bên Đức không?
cái này không phải là có được học mà là phải học. Tức là bạn đỗ ngành nào thì bạn phải học cái ngành đó hoặc học cái khối ngành đó ở bên Đức. Câu 13, nếu đã học xong C1 và 4 kỳ đại học ở Việt Nam thì có phải học dự bị ở Đức không? Câu trả lời là không, bạn không cần phải học dự bị ở Đức nữa mà bạn sẽ được chuyển thẳng lên học đại học và học đúng ngành mà bạn đang học ở Việt Nam. Câu 14, đỗ đại học nhưng sang năm sau mới đi du học thì có thể dùng kết quả đó cùng với bằng tiếng để đi không ạ? Thì DAD trả lời là thời điểm đi học đại học tại Đức không quan trọng. Tuy nhiên bạn nên làm trước thủ tục thẩm tra APS trong vòng 1 năm sau khi thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Còn hồ sơ có thể làm tiếp tục khi có nhu cầu. Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về thủ tục APS cho sinh viên đại học ở đây. Mình sẽ để link ở đây. À không, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả tất cả link. Ngày hôm nay có rất nhiều link tại vì nó là thông tin của mọi người, không thể nào mà truyền đạt hết bằng miệng được ấy. Nên mọi người hãy đọc, chịu khó đọc một chút. Và để giải thích ngắn một chút thì cái APS ấy, cái thủ tục APS nó sẽ là bạn nộp tất cả những cái giấy tờ từ trước đến nay bạn đỗ đại học này, xong rồi là bạn đã tốt nghiệp cấp 3 này, tất cả mọi thứ liên quan đến con người bạn, bạn nộp lên để cho APS duyệt là những thông tin đó chính xác. Thế thôi, thế nên là kiểu nên nộp sớm ấy, bởi vì cái bằng APS đấy nó sẽ có giá trị mãi mãi, nó không bao giờ hết giá trị cả. Thế nên là mình cứ nộp giấy tờ lên cho người ta duyệt thôi. Câu 15 là muốn học ngành truyền thông nhưng mọi người khuyên nên học điều dưỡng hoặc cơ khí ở Đức. Thì bạn ấy thắc mắc là có nên học truyền thông hay không, hay là nên học theo mọi người khuyên. Thì mình nghĩ là cái việc đầu tiên là mình nên làm theo những gì mình muốn trước. Bởi vì là cái việc học nó không bao giờ là một cái việc dễ dàng cả. Thế nên là nếu mà mình học cái thứ mà mình không thích ý, thì nó sẽ còn khó gấp đôi. Và chắc chắn là một kiểu 90% mà sẽ không học được đâu ấy. Không phải là cứ cố là được, có nhiều thứ không phải cứ cố là được. Thế nên là bạn phải làm, đầu tiên là bạn phải làm cái gì mà bạn thích đã. Mình thích nó, mình đam mê nó thì khó mình cũng sẽ cảm thấy vui ấy. Như kiểu là mình đang học cái ngành này, hiện tại mình đang học ngành này thì có rất nhiều deadline, nhưng mà tại vì nó là ngành mình thích, thế nên là mình không cảm thấy bị áp lực về tâm lý. Và mình tin vào một điều là sẽ không có ai mà làm cái nghề mà mình không thích, không có hứng thú mà lại có thể sống được với cái nghề đó và kiếm được nhiều tiền với cái nghề đó và hạnh phúc với cái nghề đó cả. Thế nên là luôn luôn là phải bắt đầu với những gì mà bạn muốn làm và bạn thích làm. Thì nếu mà bạn muốn học truyền thông thì hãy học truyền thông. Câu 16 là làm sao để nghe được người Đức nói ạ? Em nghe không tốt lắm. Mình hoàn toàn hiểu điều này và cái này không có vấn đề gì cả. Những cái bạn mà mới sang ấy thì cái phản xạ tiếng của mình sẽ chưa được tốt và mình cũng không cần phải quá là hoảng sợ vì điều đó. Hồi đầu mình mới sang, có một cái ông chủ nhà người Đức nói kiểu mình học B1 rồi, mình thi đỗ các thứ rồi, mình kiểu cũng học đến một mức nào đó rồi. Nhưng mà đến lúc mà mình chuyển ra khỏi nhà của ông ấy mà ông ấy chúc mình cái gì mình không hiểu cơ. Ông ấy kiểu mình đang kéo vali ra khỏi cửa xong ông ấy nói là cái gì đó, xong rồi mình kiểu xong rồi bạn mình lại kiểu bảo ông ấy là cảm ơn nhé này kia. Mình ngại dã man luôn ấy kiểu. Thế nhưng mà không sao hết. Để khắc phục cái điều đó thì đầu tiên là mình phải trấn tĩnh được bản thân đã. Có nhiều bạn ấy cứ gặp người Đức, người ta bắt đầu nói cái gì với mình là mình kiểu không, kiểu thế. Hoặc là mình nghĩ luôn là mình sẽ không nghe được gì hết. Mình nghĩ luôn là mình không hiểu gì cả. Thì bản thân mình sẽ không hiểu gì cả vì mình quá là áp lực. Thế nhưng mà khi mà mình thả lỏng ra, mình nghe người ta nói, mình lắng nghe người ta nói, và có gì không hiểu hay là không nghe được cái gì thì mình cũng hỏi lại, người ta nhắc lại. Và người ta biết mình là người nước ngoài mà, nên người ta sẽ nhấn mạnh và người ta sẽ nói chậm lại để cho mình bắt được một vài từ và sẽ hiểu nhau thôi, chứ không có cái gì áp lực, không có cái gì ghê gớm. Bạn không hiểu thì người ta cũng không cười mặt bạn hay là gì đâu. Thế nên là đầu tiên là phải bình tĩnh đã. Và tiếp theo, những cái biện pháp để mình có thể cải thiện được cái việc nghe của mình đấy là mình xem tivi nhiều, mình đọc nhiều, vốn từ vựng của mình lên nhiều thì mình sẽ càng ngày càng bắt được nhiều từ trong cái câu nói của người ta hơn. Và mình xem tivi các thứ nhiều thì mình sẽ biết là bình thường người ta nói như thế nào, những cái radio venue của người ta như thế nào. Và trong cái cuộc hội thoại ấy thì mình nên dành toàn bộ sự chú ý của mình cho cái người nói và mình linh hoạt, mình quan sát một chút về cái ngữ cảnh, cái hoàn cảnh như thế nào thì nhiều khi là mình sẽ đoán được cái ý của người ta nhanh hơn. À, câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 17, mình sẽ dừng lại ở đây vì mình thích số 17. Thì chia sẻ cách chị dành slot ký túc xá ở trường cũ đi ạ. Cái này là một cái trải nghiệm cá nhân của mình cũng không khuyến khích mọi người học theo. Thế nhưng mà cái hồi đấy mình chuyển xuống Outbook ấy thì mình chưa tìm được ký túc xá, mình đã đăng ký ký túc xá rồi. Thế nhưng mà ký túc xá lúc nào họ cũng sẽ bảo mình là phải chờ 1 đến 2 kỳ, đến mãi mãi không bao giờ có chỗ. Đó, thế nên là mình đến và mình cũng mất một tuần để mình đi tìm nhà, mình apply ở trên VGGZUK, một cái trang web tìm nhà.
và mình cứ đến xong rồi ở bên Đức ấy thì tìm nhà là mình phải đến gặp những cái người ở cùng với mình, tại vì đó là WG mà, một nơi mà có tầm 4-5 người ở chung một nhà và có bếp với nhà vệ sinh chung á. Thế nên mình sẽ phải để cho những người trong nhà họ phỏng vấn mình để xem là tính cách có hợp nhau hay không, có ở được với nhau không, thì họ mới đồng ý cho mình chuyển vào ở cùng họ và share tiền nhà với họ. Đó, thì mình đi phỏng vấn ở rất là nhiều nơi phỏng vấn để có nhà ấy. Thế nhưng mà lần nào mà kiểu, nghĩa là mình thì là một người rất thích cái đẹp ấy, thì trong cái quá trình tìm nhà của mình đi đến một cái dãy phố rất là đẹp, mình kiểu ôi nhà mình ở đây sao, mình chắc chắn sẽ phải lấy được chỗ này các thứ. Nhưng mà mình cứ đi mãi đến cuối phố, cái căn nhà xấu nhất, cũ nhất, bẩn nhất ở trong góc của cái phố đấy thì là cái nhà của mình. Thế là kiểu mình không ưng được một cái nhà nào cả ấy. Có một cái trông cũng khá đẹp, thế nhưng mà cái anh mà ở cùng với anh ấy hỏi là tao hay hút cần lắm, mày có vấn đề gì không. Thế là mình cũng thôi luôn. Sau một tuần đấy không kiếm được nhà, một hay hai tuần gì đấy không kiếm được nhà, thì là bắt đầu vào kỳ học rồi. Và mình quá mệt mỏi, mình mới xách vali đến cái văn phòng trường ấy, cái chỗ mà họ điều khiển, mà cái chỗ mà họ quản lý cái việc ăn ở ký túc xá của sinh viên ấy. Mình xách vali đến đấy, xong rồi mình bảo họ là thầy ơi, bây giờ kỳ học đã bắt đầu rồi mà em vẫn đang kiểu vô gia cư ấy, em vẫn là ốc đắc lâu giờ ấy, thì em không thể học được và em không biết phải làm thế nào bây giờ, cái mình ăn vạ ở đấy. Thế là thầy bảo là ok, thế để xem là còn phòng nào trống thì cho vào. Kiểu mình cũng không hiểu là tại sao họ vẫn còn phòng trống mà họ lại không cho sinh viên vào ở, hoặc là mình nghĩ là tại vì cái tên mình nó ở dưới của list ấy, phải từng người giải quyết một ấy, thế nên là mình chỉ chia sẻ thôi chứ mình không nói là mọi người nên làm như mình. Đó, thế nên là mình có được cái căn phòng ở ký túc xá Augsburg của mình ở một mình. Vậy thôi, hôm nay chia sẻ đến đây thôi, tại vì là mình cảm thấy nãy giờ nói cũng quá là nhiều rồi ấy. Hy vọng là những cái chia sẻ ngày hôm nay của mình đã giải đáp được phần lớn những cái thắc mắc của mọi người. Và nếu mà mọi người có thêm nhiều những cái câu hỏi nữa, và những cái câu hỏi về cuộc sống du học sinh bên này, thì mọi người có thể đặt ở dưới phần comment cho mình. Và khi nào mà mình cảm thấy có những cái chủ đề thú vị thì mình sẽ lại chia sẻ với mọi người. Hy vọng là không phải là 2 năm sau nữa. Ok, hy vọng là mọi người đã thích video này. Và nếu mà thích thì hãy like và subscribe cho mình, và chia sẻ video cho mọi người cùng được biết những cái thông tin này. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong vòng vài ngày tới. Nếu như mình đăng lên một cái video nữa, nếu mà nó kịp thì mình sẽ lên cho mọi người xem. Ok, bye bye.